Sốt chưa? Sốt hấp dẫn. Canh măng. Măng đùi đuôi. Ui rồi nhìn ngon nhỉ. Ui rồi. Ui rồi đùi đấy nhỉ. Đùi. Ui cái đùi ngon thế. Ô. Cái này bán như nào anh? Đùi ấy. Một cái này. Nào. 40 á. 40.000 à? Đây gì đâu. Chắc nhìn hấp dẫn chưa? Cái xiên thịt. Wow, ngon thế. Làm xiên này thì rồi. Chấm tí mắm tôm tuyệt vời. Xiên này bây giờ vẫn là bán không các bạn? Ừ, cho cái này vào bây giờ nó lên này nhỉ. Cái này anh bảo sau nó mới lên màu mà nhỉ. Cái này tí nữa con có phải chấm gì không bác? Vừa miệng rồi. Nói chung là ai chưa từng rồi. Chào tất cả các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở khu vực Mai Pha. Thì hôm nay là mình sẽ đưa các bạn đi thưởng thức một trong những món ăn cũng rất là ngon. Và một trong những cái quán ở khu vực dưới này cũng được rất là nhiều người lựa chọn nếu để thưởng thức món thịt chó các bạn. Món này là gọi là thịt chó Nhật Tân Hà Nội các bạn nhá. Đấy các bạn có thể nhìn thấy ở trên là anh có một cái bảng thực đơn rất là to cho các bạn xem ở đây, đầy đủ các loại món. Đấy, không gian quán ở đây cũng rất là rộng và thoải mái. Anh còn có những cái phòng riêng cho các bạn ngồi ở phía trong này. Đấy. Bạn nào thích yên tĩnh ngồi trong. Đây chúng ta hãy di chuyển vào không gian bếp xem chế biến một số món ăn nhé. Giờ chúng ta xem tiến hành lọc chú chó. Bình thường con chó này lọc ra làm cái gì nhiều anh? Làm hấp này nướng. À hấp nướng. Với cả nướng ạ.
hạn mà cái tật của mình ấy. Đây là những cái tật đúng không? Làm thế sẽ bỏ hết đi. Đúng rồi, những cái tật. Này à. Ý gì luôn, không lại gì ạ. Ây à, thế rồi đấy. Xong một nướng. Chậu này to này bóp một khó. Chỗ này phải rơi vào đến tầm chục cân ấy. Hơn chục cân. Chỗ này tính đất tính là khoảng 20 đĩa. À, được. 22, 25. À đây các bạn nha, tiếp theo ông chủ đây, ông chủ sẽ tiến hành làm tất cả các loại món. Đầu tiên là nướng đây. Rượu mận. Mì chính này, hành này, bên này là rượu mận này. Bên kia là món dồi, gia vị dồi. Gia vị dồi đặc biệt ở đây là quán anh không dùng một cây tiết. Đây, bên này là hấp này. Không muốn tiết tế cho nhiều cũng như thế. Cái gì chẳng ngon. Đúng rồi. Không, nhưng mà bán hàng nó là cái duyên. Ví dụ như người nào bán thoải mái, dễ tính. Học trò, ăn muối ở đây này bác ơi. Muối, đây này, anh còn dùng muối, muối này cơ. Từ cái đàn bà hay nhỉ? Có phải sạch sẽ. Còn tôm nó mới ngon. Trông bẩn mướt dài. Cho vào một cái là thấy dậy mùi luôn rồi. Đây là những cái gia vị anh chế rồi. Cái này là tương. Tương đúng không? Ừ, chế gì cả. À.
Tưởng là gia vị, tưởng là gia vị bí quyết chế rồi. Đây mẹ. Đúng rồi. Không, không ở trong hàng một in mẹ lên sao nhỉ? Bô. Cái gì công khai trên mạng là không được. Vác cốc trong cho lên. Tháo tiêu. À thế à, thì nếu phải làm bắt 430 tiền. Rẻ nhất Lạng Sơn luôn. Ừ. Bộ, quảng cáo xem bắt 430 tiền của quán. Làm đam mê mà em. Em có đi làm vì đam mê mà. Về cái tuổi này chuẩn bị nghỉ hưu được rồi. Xếp ạ. Tính năm mình vừa hưu. Ừ. Chúc lòng ạ. Và có tất cả luôn. Đây là đống tương này. Tôi một lúc bằng này thứ mà theo kinh nghiệm là cứ làm mà thành món ăn ngon, ông chủ đúng là bây giờ 30 mấy năm trong nghề khác nhỉ. Đấy, bây giờ phải xem ông chủ bóp này, xào sáo bóp. Bóp như là bóp cái gì ấy nhỉ, bóp như bóp nắn bóp. Cái gì đã có. Ừ. Phải làm đấy không nào? Đúng là bóp xong một cái thấy dậy cái mùi. Có mỡ để đây các đồng chí rồi. Đây. Rồi tái đốt đi. Làm đầu bếp thì cũng đào tạo con làm theo luôn nhỉ? Thì anh hai con theo theo nghề hết à? Thằng bé đó ở bên kia mẹ. Đây đó. Nhà hai không có một cô con gái nào? Có mẹ không? À, mẹ nói là. Nhà hai ông. Một đệ nhất. Một đệ nhất. Mẹ nó vẫn là mãi là người đẹp nhất nhà. Đẹp nhất nhà. Đấy, món rượu mắt. Chính ở chỗ anh như thế này thì cái lượng người ta ăn rượu mận nó sẽ giảm khá nhiều đúng không? So với món hấp, với món nướng. Món hấp nướng ở dưới anh chủ yếu là hấp nướng. Rồi, ba món đấy là đạo nhất. Chân đùi thì không nói. Chân đùi thì có đã có không có nhiều. Chân đùi thì cái hôm qua bọn em ăn thế nào? À, ngon, công nhận đấy. Làm cái làm thế này không? Đó, em lần đầu tiên em ăn món đùi nướng mà nó có khác biệt. Đùi nướng này qua ngày tôi đã làm một cách rất là đảm bảo chưa? Bạn nhá, sau khi ướp tẩm ướp hết gia vị thì bây giờ sẽ xiên vào những cái xiên như thế này này để cho lên nướng này. Xiên khá là kỳ công. Hà Giang cũng đây à? Hà Giang qua Hà Giang. À, đây tôi gọi anh đấy.
Đây, sếp đang tiến hành làm món rượu mặn xào. Không thể đá gì thế mà em bảo bác phải đớp. Thích dí ra nơi chung không thể nóng. Đúng rồi. Nhìn thấy là thôi rồi, không có người gần rồi. À, ngon nhỉ, đúng là nấu bếp ga công nghiệp nhỉ. Đấy, đảm bảo được cái độ nóng. Thơm nhỉ. Có đủ, đủ độ của nó. Đúng rồi. Lúc anh nói cái câu chuyện rất hài hước của mọi người, anh đùa. Không, bác nói thâm thâm thúy. Không, không. Chứ là cứ dạy là học được đâu. Trong 10 người học mà ra nghề chưa chắc đã làm được 23 người. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Hoặc là về có thể mở được 10 ông mở nhưng mà có thể ông bỏ lên 8-9 ông thôi. Ở quê nhà thì có đầy. Thế nếu là về mà nổi tiếng thì duy nhất chỉ có anh và một ông anh. Ừ. Cái đấy điều đấy là đương nhiên thôi anh. Ở đâu cũng thế. Cái gì? Đi đâu để anh sang Lào thì cái món ăn của anh người ta giật mình. À. Thế như vừa lúc em chưa bao giờ được ăn gì. Đúng rồi, công nhận là món đấy em ăn lần đầu tiên. Đợt trước em bảo ăn nhưng mà xuống cho bác còn ít quá không ăn được ăn. Đợt như ngày thì hai ba con đấy đâu lùi. À mà đợt đấy là bọn em cũng mới nhìn thấy quán không biết như thế nào, vào tưởng cái gì có đấy là. Ờ, chứ ở đây đúng không? Ờ. Trong khi đó bây giờ anh cơ bản ngày 15 anh con là 100 cái lùi, anh bán 100 cái lùi. À. Là một chú bảo chậu lọ chậu kia lật lên. Đúng rồi. Nó khác. Đúng rồi. À, tay nghề làm lâu năm thì ông không bằng. Không bằng. Thưa anh từ 13 tuổi đi làm rồi. Thực chất là làm nghề luôn mà. Ừ, anh từ đầu đến cuối. Từ đây nghề của anh này. Chính là nghề chỗ. Anh làm từ lúc anh 13 tuổi. Chưa khó nhỉ? Chú bảo bây giờ anh 40 năm nay. Chưa khó nhỉ? Đúng là người dưới xuôi chưa khó. Chưa khó đéo, đói. Không, mày bỏ học năm rồi lớp 7, bỏ học đi làm đói bỏ mẹ. Thế là chịu khó rồi, bọn em trên này học xong chán ấy. Xong bắt đầu mới gọi là nhâm nháp mới biết đi làm. Xong rồi, mình vàng chưa nhỉ? Chưa. Vàng lơm như này là lướt một lần thôi. Đúng còn, rồi, còn hai lần thôi. Hai lần nữa. Lướt hai lần. Đây, về cho vào trong. Xong rồi chim ra. Cho ra. Xong rồi khoan khoan, thu lại. Ờ. Nó phải căng được này, nhưng không hao rồi. Ừ, căng rồi. Căng rồi, căng đét nhỉ. Thế anh chơi với cháu à? Bác làm này tôi thấy xe tăng đi qua kêu cháu có thì cứ nói thôi mà không mua được hay không thì lúc đấy ai biết được. 6 năm rất quen tất. 6 năm quen hết. Úi dồi giỏi thế, ta vừa xuống nhiều thế. Có nhiều tiền thế. Cái chán rằng, nhìn giá mẹ 6 năm ơi, chết quách. Mà đúng thế thật, 6 năm rất. 60 năm nữa thì đúng thật. Nhiều ông không còn nói mình. Không phải lúc nướng, người ta nướng người ta nhà nữa. Đúng rồi, nó không bị tê, nó sôi. Người nướng người ta cũng nướng, người dễ nướng. Đây là lần thứ 2. Em phải lấy cho bác lên cái chậu để anh ăn. Chao rồi lần thứ 2 các bạn nhá, đây là một lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên lên cái màu như này rồi. Lần thứ 2 nó phải lên màu đẹp hơn anh nhỉ. Mỗi lần nướng thì vàng hơn. Đúng rồi, mỗi lần ra thì phải chọc như này, cho đảm bảo. Đây phải chọc. Dưới nghề em đâm. À đâm à? Ừ. Đúng. Trao lần thứ hai đây. À, vàng hơn. Vàng hơn ngay. Nó có độ màu nó nhìn nó cánh rán hơn nhỉ. Anh cũng thấy thèm. Thế. Anh chơi bọn nó rồi. Chơi bọn quân nhanh mà. Để ông Hải ngoan nay tao thấy thèm một cách này. Ai thích xem kênh. Ừ. Ăn tốt. Ăn tốt anh. Ăn như thế xong rồi vào và mấy bát cơm anh. Đúng rồi. Có người nó quay. Đấy chưa? Ừ. Đấy. Khi làm như này là mới được thành công rồi. Đấy như này là đầy đủ hết rồi nhỉ. Vàng đẹp. Hấp dẫn. Ăn sốt chưa? Ăn sốt hấp dẫn. Rồi hấp này thì tuyệt vời. Cái chuyện mà lùa to như thế này. To như thế này mới sướng nhỉ. Đủ trăm. À.
đấy đúng không? Giờ nó dài hơn đầu giờ chiều anh đứng. Ờ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây là những cái miếng thịt bây giờ anh sẽ nướng lại để bắt đầu mới cho khách ăn. Rất là ngon mà nhá. Đấy, nhìn không? Thịt chó xiên. Nóng hổi. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa? Những cái xiên thịt, wow, ngon thế. Làm xiên này thì rồi chấm tí mắm tôm, tuyệt vời. Xiên này bây giờ vẫn là bao nhiêu tiền anh? Vẫn 100.000 ba xiên. Vẫn 100.000 ba xiên thôi. Cứ một xuất một đĩa là 100.000 thôi bác nhỉ. Các bạn nhá, mời các bạn cùng mình sẽ xem làm món tỏi chó nướng đấy nhá. Đây này, cái tỏi chó của anh đã xiên vào này. Lát nữa anh sẽ cho lên trên kia để nướng này. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Các bạn nhìn thấy không? Tỏi chó hấp dẫn chưa? Đấy. Đây là những cái bên này là anh đã cho gia vị vào này. Có mỗi cặp ba này. Cặp ba là cho gia vị. Nổ đấy. Nổ. Đây là cái phong cách riêng. Anh tóc nó tốt. Kìa, yeah, bây giờ sẽ gia vị nhá, chúng ta di chuyển. Xem chút đây, gia vị nhỉ. Có gì được quay riêng mẻ đâu. Riêng mẻ đó. Đây. Anh còn dạy miễn phí mà. Đấy, miễn phí luôn. Đấy. Món đặc trưng. Đây, nhìn cho cái này là thấy hấp dẫn rồi. Ui, có những lúc anh nướng gần 100 chiếc. Gần 100 cái anh? Wow. Thời gian đâu mà được, chảy rỗi lắm. Khách đặt chảy rỗi lắm anh nhận. À, mới nhận cái này đúng không? Đấy. Đấy, bây giờ anh cho gia vị rồi thì anh sẽ cho ra ngoài để nướng tiếp. Chín thế. Đấy. Ủa, cho cái này vào bây giờ nó lên này nhỉ. Cái này anh bảo sau nó mới lên màu mà nhỉ. Đúng rồi. Cái này tí nữa con có phải chấm gì không bác? Vừa miệng thôi. Nói chung là ai chưa thì chấm tiếp. Mắm tôm, mắm tôm. Đấy, nhìn ngon chưa? Hấp dẫn nhỉ? Ừ, hấp dẫn. Nghe được không? Đó không? Các bác đi mua ba cái đùi như này nhá. Ra đĩa tỏi chó đây các bạn nhá. Mỗi cái là 40.000. Nướng, ăn đuôi nướng đi nhá. Đây là một đĩa tổng hợp đây. Gồm đầy đủ các thứ các bạn nhá, nhìn thấy không? Đấy, rất là ngon. Đĩa này tổng hợp như này hình như là cũng là 100.000 nhỉ. Chắc là như vậy thôi. Vì anh bảo một đĩa nhỏ là 100.000. Cái này cũng không rõ lắm nhưng mà bình thường một đĩa tổng hợp riêng cái thịt hấp này là 100.000 này. Đây các bạn nhá, thưởng thức đi. Ui, mình thấy cái món thịt xiên nướng này. Nóng hổi này ăn ngay mới ngon này. Làm miếng đi, nè, ngon chưa? Thịt nướng. Đấy nha, mình thử cái thịt hấp. Mình thử cái thịt hấp nhé, chấm cho chó, phải chấm không ngập nó đây nè. Mắm tôm. Đấy. Ngon lắm. Ngon lắm. Ui, và đây là một thịt hấp. Đấy, ăn miếng thịt hấp nào, ở đây anh thái thịt hấp. Anh rất là mỏng, không nước chấm mà pha nước chấm rất là quan trọng luôn. Đúng rồi, anh nước chấm anh pha ngon đấy. Tuyệt vời. Đây là thịt hấp. Thịt hấp rất là ngon. Tuyệt vời. Tiếp theo thì đến món tỏi chó. Tỏi chó vừa mới ra nóng hổi thì chúng ta phải cầm tay ăn cái này, phải cầm tay ăn cho nó sướng. Đấy. Tại sao phải để cái xương như này lọc hay để cầm tay? Rẻ. Chấm mắm tôm. Đấy, nhìn không? Mà nhìn thấy không? Rất là ngon. Đấy. Hàm miếng tỏi chó à? Ừ.
Các bạn biết không, cái tỏi chó cực kỳ đặc biệt luôn. Như mình ăn ấy, đúng thật là cái lớp da của chó bên ngoài nó còn rất là giòn, và bên trong cái thịt nó rất là mềm và ăn rất là ngọt, và đặc biệt là bên trong nó lại còn nóng hổi nữa, ăn rất là ngọt. Và nó còn có những cái nước ở bên trong này các bạn. Tại sao phải có những cái nước này? Có những cái nước này thì ăn mới là nó mới gọi là ngon được, ngọt được. Tuyệt vời. Món tỏi chó gia vị ấy, đều. Ok. Và gia vị anh ướp rất là vừa phải, ăn vừa mồm, không cần phải chấm gì cũng ok. Mà anh thưởng thức món tỏi chó đi. Đây là món tỏi chó nhá. À, ăn ăn thịt chó là phải phải ăn như này. Ngon lắm. Không mồm lắm. Đúng rồi. Ngon. À, chấm mắm tôm ngập ngập này. Ui trời ơi. Ngon lắm. Ui trời ơi, nhìn ăn, anh ăn thấy ngon nhỉ. Sapa TV. Ngoài rất là giòn. À. Nhưng mà bên trong là rất mềm. Rất mềm. Và ngon. Ờ. Nóng đều ở bên trong. À. Nhưng mà cách tẩm ướp của nó cũng là bí quyết anh. Đúng rồi, đúng rồi. Không hề. Cam ấy. Đưa vào ra nha. Được rồi. Tiếp theo. À. À, chào bạn. Thôi các bạn nhé, thì video của mình xin tạm dừng đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái trải nghiệm tiếp theo nhé. Bye bye nhé.